Kệ. Xin chào. Trả lời câu chữ. Hôm nay mình có về một con thích, nói chung là nó hơi siêu to khổng lồ một tí. Siêu to khổng lồ. Đây là hai bố con sẽ ăn bóc. Từ từ đó, nó làm đúng không? Đây chính là con Zozu. Con giữ đầu cái này để bố kéo ra. Kéo. Đúng rồi. Đây là con Zozu Lissi. Đó, kéo đi. Con kéo đồ nhạc đi. Kéo đồ nhạc đi. Đúng rồi, rồi. Rồi. Để đây. Đây, để cái phần tóc này. Đây, 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 đây. Nó đây ra. Rồi, con này giữ đi tiếp, con này giữ đi tiếp. Yeah, gãy được mình gãy hộp. Đừng ngưng thế. Rồi, đi ra đi ra đi ra. Vỡ cái hộp gỗ rồi con này, bẹp luôn này. Cái hộp nó mất giá trị rồi. Rồi. Quay được hết cái góc không? Không dưới đây. Đây là nhân vật chính của chúng ta này. Ừ, nhân vật chính của chúng ta. Đây, mình sẽ được quay cái góc này. Con nhìn thấy cái này là camera như thế. Đây, cũng phải để cái góc này thì nó mới nhìn được. Đan ơi! Không, 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 không. Mẹ giữ Đan, Đan ở chỗ. Đan mời Đan về chỗ. Bỏ ra. Đâu, từ từ, từ từ, mở đấy. Đây là cái thẻ của nó này anh em. Đó, tờ chi nã của Zosu. Zosu. Đây là đội trưởng đội 1 của bang. À đâu, đội trưởng đội mấy nhỉ? Đội 1 hay đội 2 nhỉ? Hay đội 3 nhỉ? Của Zosu Sáu. Mình chả nhớ đội mấy. Đội 4, đội 5 gì đấy. Nói chung là đây là cái phần bay của nó này. Phần đế. Phần đế trưởng. Đây. Rồi, tiếp theo này. Không, mình lấy xúc lên đây. Chơi. Đừng mở ra để bố xem này nào. Tiếp đến là cái phần thân của nó. To à? Đây cái đầu này. Đó, đúng rồi đây. Ủa, được chưa? Ok. Được chưa? Con này nó sẽ chơi và bổ sung vào cái line của dâu trắng. Hôm tới mình hiện tại ở trong đây thì nó sẽ có mấy phần đầu, phần đầu, phần tay. Đây là một phần đầu này. Bên này phần đầu này. Đây là phần đừng cho nó lấy mà nó vỡ một cái là cái này nó không như nhựa đâu, đi xin đấy. Cái này bằng thủy tinh. Cái này đây là phần phây nửa kim cương của Zozu, cái này ở trạng thái kim cương. Đây anh em này, đây là trạng thái kim cương. Đó. Bây giờ mình sẽ lắp trạng thái kim cương vào trước nhé. Đây là trạng thái thường, nhưng mà mình thích chơi trạng thái thường hơn, cho nên là mình sẽ lắp trạng thái kim cương trước, xong rồi để mình cất đi. Mình chơi trạng thái thường. Đây là tay của nó này. Tay kim cương. Ở đâu hình như là đây. Đó, cái tay nó sẽ hút vào đây anh em nhé. Nó sẽ có 5 châm. Cái tay nó sẽ có 5 châm này. Nhưng mà cũng hơi hoang mang. Trông có vẻ nó sẽ dơ quá ta. Ừ, bên trong nó có 5 châm. Nó là gốm mà nó lại thủy tinh. Nó không phải là gốm mà nó là dạng chất liệu nhựa cao cấp ấy. Nhựa gọi là gì nhỉ? Nhựa di xin là giống như kiểu
Giải thích cái nào này. Mình sẽ gắn cái phần tay này vào. Đó. Khá là đô to. Tiếp đến là nó sẽ có cái phần viền áo. Con mở ra. Đây. Phần viền áo, viền quần này nó ở đâu? Từ từ con này, hình như nó ở đây này. Để con xem nào. Đây này. À, quai áo à? Quai áo. Đây là phần quai áo là phía bên ấy này. Đây là phần ở bên bên tay không. Từ từ, hình như không phải cái này. Cái bên tay không là cái này nữa. Đây. Đúng không ta? Đúng rồi, đúng rồi. Không, cái này phải. Là ở bên này. Không ạ. Thế chỉ có cái này thôi. Cái này ở bên này thôi. Quan trọng là mình quay cái chiều nào nó đúng. Đấy đấy, đây. Cái phần quay này thì nó cũng kiểu như nó mỏng nhẻo thôi. Đó. Đây là toàn bộ cái con fish nhìn góc hơi xa. Thì khá là to. Đồ sộ vẽ trưởng à. Của con Zuzu. Tức là hôm tới thì mình sẽ chơi một con dâu trắng dáng ngồi đó. Dâu trắng pop của mình thì nhìn nó không được ưng lắm. Nhưng mà bây giờ mình thật ra con này thì mình thích cái dáng ấy hơn. Dáng tay thường hơn. Đây nó còn một dáng tay thường này anh em này. Đây là còn một cái tay thường ở bên này. Và một cái phần đầu thường nữa. Đây. Đấy. Nói chung là con này thì nó rất là đẹp. Để mà nói thì rất là đẹp, rất là đồ sộ và to luôn. Hầm hố. Tuy là nó không quá nhiều chi tiết, quá nhiều effect ấy, nhưng mà thực sự là nó cũng rất là đẹp. Mà mình chỉ thích chơi này thôi, chỉ có mình chơi đơn giản. Đúng ra thì mình thích chơi con đúng ra thì mình thích chơi con này, cũng là của hãng này, cũng là của cái đợt ra này. Nó ở cái dáng đứng, size pop cơ. Thế nhưng mà con này là mình tiện mình đấu giá được. Xin đâu thì mình không phải là order, cho nên là cũng không có quyền lựa chọn được. Mà mình tiện thấy đấu giá thì mình đấu giá. Khá là to anh em nhìn không? So với cái ghế của mình. Diệp đứng cạnh đây bố. À đứng cạnh đây cho bố so sánh. Rồi, đấy. To anh em. Còn một cái dáng nữa là dáng tay thường. Thì mình sẽ tí mình sẽ chụp ảnh và mình sẽ cho nó ở phần ảnh lên. Chứ còn đâu mình cũng không quay lắp ra lắp vào mất thời gian quá. Bây giờ mình muốn chụp ảnh cái này trước đã, xong tí mình lắp lượt kia sau. Con ơi con đừng nghịch những cái đấy. Cái đấy để đây là cái hộp của con. Không cho được con ạ, cái đấy phải giữ của cái hộp này. Ok bye bye anh em, hẹn anh em những clip sau.